Thay vì áp dụng luật thuế tiêu thụ đối với ô tô nhập khẩu như hiện tại, thì từ đầu năm 2016 tới, luật thuế tiêu thụ đối với mặt hàng này sẽ có nhiều thông tin sửa đổi theo Nghị định 108 mà chính phủ vừa ban hành. Giá tính thuế là nội dung được chú trọng trong quy định mới của chính phủ. Thay vì giá tính thuế chỉ là giá CAF nhập tại cảng kèm thuế nhập khẩu như hiện nay, tức là giá tiêu thụ đặc biệt, phải cộng thêm một phần lợi nhuận, chi phí, cước vận chuyển từ nhà nhập khẩu tới tay đại lý phân phối cho người tiêu dùng, với nghị định mới thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô chính là giá bán ra của nhà nhập khẩu. Riêng với ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ, giá tính thuế cũng được tính tương tự như cách tính mới nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn nhập khẩu. Nếu thấp hơn mức này, giá tính thuế sẽ do cơ quan thuế ấn định. Bên cạnh thay đổi giá tính thuế thì chính phủ cũng đang có đề xuất giảm gấp đôi thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu dòng xe phân khối nhỏ và phổ thông. Ngược lại các dòng xe phân khối lớn tiêu hao nhiều nhiên liệu, giá chưa phù hợp với thu nhập của người dân sẽ phải chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao.